Chào chị, các bạn trong diễn đàn. Nãy giờ nằm ngủ một chút. Hát gian. Cháu để chú chửi bao que cho. Chú khoái chửi bao que. Chú này, cháu thấy thì lúc ấy thì cháu có viết lên ở trên cái bên bên trên ấy thì là người ta cũng vào người ta chửi cháu. Nhưng mà tự do ngôn luận luận mà cháu có động chạm gì đâu. Tự nhiên mấy con khác, mấy con xúc vật ba que nó vậy đó. Tại vì nó có ba cái que à. À, nó xúc vật hồi nào giờ mấy cái con xúc vật này á thì để chú nói với cháu nè là không có dạy dỗ được, chỉ có cốc đầu nó thôi à. Chỉ có cốc đầu nó thôi à con ơi. Tại vì mấy cái thứ mà giờ dồi bỏ ô hộp mà chúng nó là chỉ có vậy thôi à. Nhiều người anh em mình, nhiều khi tôi thấy cái tính cách nhân đạo của đối với mấy thành phần mà chống phá đất nước, mấy tụi này là nó không có dạy dỗ được đâu. Các bạn mà vô trong cái mấy cái chỗ mà chống cờ chống phá đất nước mà nó có cả ngang diễn đàn vậy đó, mà nó gọi nó lấy những cái tên nó chửi còn ghê nữa kìa. Nó gọi là giang hồ chống cộng, rồi 77 chống cộng, rồi nó khát máu giang hồ, nó làm ghê lắm kìa. Mấy tụi này nó, các bạn nhìn thấy cái con Ly Xà Phạm đó, nó là một cái minh chứng, cái con đó đó, nó là một cái minh chứng của một cái lũ ô hợp tối ngày nó ngồi trên mạng rồi nó xạo rồi nó mất gì đó. Cái lũ này nó không có giáo dục được đâu, giống như là nói gì thì chú Ngọc Quang ba que là gì, chú Lợi Minh giải thích. Ba que là nó có ba cái que thôi. Tại vì sau khi mà đất nước giải phóng rồi đó, nó còn có nó còn có ba cái que hà, thành ra nó đu được cái càng, nó đu được cái càng rồi cái nó chạy, để nó chạy rồi bây giờ nó cái ba cái que nó cứ len quen lét quét, nó que trong chồng, nó que trong lum tà la vậy đó, nó que trong lum tà la vậy thôi. Chú Minh à, chú có thể giải thích sâu hơn để cháu hiểu được không? Rồi thì giải thích sâu thì nói chung thì nó là như vậy đó, có sâu hơn nữa thì nó cũng không mọc được que nào, mà bây giờ nó rụng một que thì cũng không được đó, rồi nó còn xỏ thêm cái lá vô nó chạy nữa đấy, nó que xong nó xỏ cái lá vô nó chạy vòng lóc nhóc lên nhìn giả đảo lại mình chồng chất lại mình. Chú phải mua cái bản quyền này mới được, chú phải cái bản quyền này. Là nói chung mấy cái đám này không có cách nào mà mình giáo huấn tụi nó được đâu. Để chú nói thiệt với Giang, không phải là cái nào chú giỡn thiệt thật chứ. Tại ngay cả Mỹ mà không còn giáo huấn tụi nó được, 8.000 hơn 8.000, đúng là danh sách 12.000 người mà Mỹ nó còn phải chung sức nữa. Nói chi mà anh em chú cháu mà đây là một số anh em khác. Cái bằng chứng nó rõ ràng là như vậy. Thằng Mỹ nó không giáo dục được cái tụi này nữa, một cái nền văn minh của Mỹ với những cái khoa học kỹ thuật mà không giáo dục được, phải trục xuất nó là nghĩ đi. Một cái người mà sống ở đất Mỹ mà bị trục xuất á, mà gửi vào cái danh sách mà tội phạm á, gì mà cái danh sách tội phạm của nó thằng Mỹ nó giấu đó, toàn là danh sách thứ dữ không á. À, tụi nó vô khám ra khám, mấy hôm kia chú lên cũng thấy nó một cái trên mạng của Mỹ đó. Nhục lắm kìa, vô nhiều tụi Mỹ nó chửi như chó vậy. Tại trên cái mạng Yahoo của Mỹ, tôi coi bên tiếng Anh mà nó quay lên cái thằng này, nó giống như nó đang nỉ, nó xin ở lại á, nó nói là nó có trong danh sách rồi. Nhìn thằng nào ấy cũng dữ dằn bom chậm lắm, mấy ngày là dân chống phá đất nước dữ dằn lắm. Thành ra tụi nó nói chung mấy ngày trục sức về Việt Nam thì cho nó đi bán số, coi nó làm gì. Rồi đất nước của mình nói chung mà chỉ tội cho đất nước mình giờ phải cưu mang những con người này. Ê, sao mấy cái lũ ba que nó không cho nhảy ra nó cưu mang, nó ra kia nó mua cái đảo. Mua cái đảo rồi cha con tụi nó ra ngoài đó chúng nhau rồi bài mấy cái que lên rồi xỏ cái lá rồi chạy cầm nhận vòng. Nói chung là tụi nó tụi mấy cái tụi này nó ngoan cố lắm coi. Nếu mà nói về vấn đề mà nhà binh đồ đó thì khi đất nước giải phóng rồi, những cái chế độ cũ nó đâu còn gì nữa, nó đâu còn gì nữa đâu.
mà bây giờ nó cứ tưởng tượng nó ra khi nó lụm, nó ra trời trời á, nó lụm ba cái đồ quần áo bù lon con tán, cái nón bánh tiêu rồi nó đội lên đầu. Nó chạy cái lông công lóc cóc len keng, giả giả vân vân trong sắc lại man. Chỉ có vậy thôi à, buồn cười. Đúng rồi, sống ở xứ văn minh mà ngu thấy bà cố. Tuổi này chú cháu mình trên này chỉ gọi là chửi nó, chọc cho nó tức chơi vậy thôi. Còn những người mà người ta thật sự mà ta yêu nước á, những người có chế độ cũ, như khi bởi chú nói khi bị đụng chạm tới những người có chế độ cũ, mình cũng đành phải chịu. Cũng có những người chế độ cũ người ta đàng hoàng lắm ơi. Và những người mà nói chung con cháu của chế độ cũ mà thuộc về hàng sĩ quan mà được giáo dục đàng hoàng á, người ta cũng lo làm ăn, người ta học hành. Qua tới Mỹ rồi người ta cũng lo học hành để phấn đấu vươn lên. Chứ họ không còn ngồi đó mà ôm mấy cái hận thù chống tập xàm tàu phè. Giống như bữa hôm kia chú ngồi nghe cái thằng mà ở bên hôm qua chứ, cái thằng mà ở bên Bình Dương đó, nó ngồi nó nói chuyện trên trời dưới đất. Nó ở Mỹ, nó ở Mỹ 40 năm gì đó, hơn 40 năm không vậy Nam. Chú nói mày nói xạo, xạo. Từ khi đất nước đổi mới đó, không có một bất cứ một Việt kiều nào, người Việt ở hải ngoại nào mà không muốn về lại quê hương chưa. Họ khao khát muốn trở về lại quê hương với dòng trong vòng tay của đất mẹ. Nếu mà họ không có chống phá chính quyền mà họ bị nhà nước giống như là cấm không cho về thôi. Còn tất cả ai cũng mong muốn trở về hết. Vé máy bay bây giờ nó rẻ dã man luôn. Không biết hồi xưa nó mắc lắm. Bây giờ thở nhiều khi mà hết cái mùa mà người ta đi du lịch đó có 400 một vé, mà ở cái vùng Cali đó, đi rất là rẻ, 300 vé. Nó rẻ đến nỗi mà khủng khiếp luôn. Vì bây giờ nhiều hãng máy bay nó bay vào Việt Nam khủng khiếp luôn. Rồi hello chào anh Danny. Anh Danny khỏe không anh Danny? À đi chú Lê Minh à, lúc nãy cháu cũng chuyện với chú Ngọc Quang này, vẫn đang theo dõi ở bên dưới đây, thì chú ấy hình như là chú ở bên Úc hay sao ấy. Thì lúc nãy cháu nói chuyện với chú ấy, chú ấy bảo là ở Việt Nam mình cũng phải xin phép, đi đâu cũng phải xin phép á. Thì dám đâu. Xạo. Rồi về cái vấn đề là có nghĩa là về cái vấn đề là cái cuộc sống đấy, thì theo chú nghĩ là như thế nào? Mấy người nó xạo quá coi. Nói chung Việt Nam bây giờ đâu có bỏ cái vấn đề mà thường trú rồi, bỏ vấn đề mà gọi là về mình đăng ký thường trú nhân á. Tại vì sao đất nước của mình á chưa có vấn đề mà hợp thức quá về vấn đề công dân giống như những nước phát triển như Mỹ hay là Úc. Họ hợp thức quá công dân là gì? Họ sử dụng cái database là cái bộ dữ kiện ngân khố của quốc gia đó. Sau khi Việt Nam, bây giờ Việt Nam mình mới bắt đầu mà thực hiện cái gọi là thẻ căn cước. Sau khi mà mỗi người mà có con 9 con số đó, 12 con số đó, thì người ta sẽ quản lý đời sống dân sự, quản lý nó tốt hơn. Nó không có phải gồm ra giấy tờ, nó bỏ bớt được vấn đề mà thủ tục quan liêu hành chánh. Với lại cái thứ hai hỏi là lúc nãy chú cũng nói đến cái chuyện mà cái năm 75-76 đấy, thì chú có hiểu hay là chú biết nhiều về cái những cái năm đấy không? Chú kể cho cháu nghe được không? Nói chung cái năm mấy năm 75-75 thì đất nước mình đã thống nhất rồi, lúc đó chú mới 7 tuổi à. Chú cũng thì 7 tuổi còn nhỏ thì ở quê mà nói chung thì sau này thì chú cũng xem qua tài liệu phim, những cuốn phim tài liệu của nước ngoài, rồi đọc sách báo rồi theo dõi, rồi khi hỏi những người cũ chiến binh cũ cả hai phía mình tìm hiểu, thì nói chung cuộc chiến Việt Nam mình nó phải chấm dứt thôi, nhưng mà ai là người thống nhất, ai là người chấm dứt cuộc chiến đó đấy, chỉ có như thế thôi. Miền Nam hay là miền Bắc thì cái người mà có chính nghĩa họ thống nhất được đất nước đó là Bác Hồ, với sự lãnh đạo của Bác Hồ và nhân dân hai miền Nam Bắc. Đấy, họ người ta đứng lên và người ta vì lợi ích dân tộc và thống nhất được đất nước thôi. Ngay cả ông Nguyễn Cao Kỳ là phó tổng thống của chế độ cũ, ông ta cũng chấp nhận điều đó mà. Ông đó mới là người quân tử đó. Cái người quân tử là mới như vậy mới là người quân tử. Một khi mình
đã cái bộ đồ quân phục của mình nó không còn dính ở trên người nữa, thì cái thể chế đó nó không còn tồn tại nữa. Đấy. Ngày hôm nay những cái thành phần bao que nó cố gắng nó đi lượm lặt lại để đặng mà nó muốn cho sống lại cái thể chế nó không tồn tại, nó chỉ là sự hư ảo thôi. Ngay cả nó lập lên một cái chính quyền ở bên Cali nhìn rất là buồn cười của đào tục quân đó. Nó làm rất là buồn cười, tự mình tự Đào sướng. này à, lúc đấy chú Vinh ấy, chú có đưa những cái hình ảnh lên để mà đối xứng, thì là những cái hình ảnh đấy là tất cả là quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đấy. Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì những cái hình ảnh đấy là những cái hình ảnh mà giết dân với lại đày đọa nhân dân đấy, thì là theo chú nghĩ cái vào cái thời đấy thì là nó như thế thì là như thế nào, cháu không không hiểu được được hết, nên chú biết thì là chú chia sẻ cho cháu. Nói chung mà Việt Nam Cộng Hòa mấy ông này, mấy ổng không có chính nghĩa con ơi, mấy ổng đi hành quân thì cũng cái gì cũng Mỹ không à, làm gì cũng Mỹ, một cái là mấy ổng ăn cái Đấy độc ra giả đấy là làm Nam Cộng Hòa làm việc cho Mỹ đi không? đó, thì mấy ổng chỉ là tay sai của Mỹ mà, rồi mấy ổng là tay sai của Mỹ thì nói chung là mấy ổng chỉ làm theo có Mỹ thì mấy ổng mới đi hành quân được thôi. Mấy ổng đi hành quân đi đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy, có Mỹ viện trợ không à, đi một mình thì trận nào cũng thua hết, lúc nào cũng bể đầu uống máu hết. Có thằng Mỹ đi mà nhiều khi còn bể đầu chảy máu rồi chạy hết bà cố luôn, có thằng Mỹ đi theo á, như trận ấp Bắc con thấy quýnh lật càng luôn, quýnh Mỹ lật càng luôn, cái người nhân dân miền Nam mình nó quýnh tới nỗi một tên tướng lãnh của Mỹ mà chưa chưa quên tên ông đó, rồi quýnh ổng lật càng luôn, ổng sợ luôn mà không, lúc đó mà phản kháng của người cách mạng đó, rất là mạnh. Rồi con thấy những cái người dân miền Nam họ đứng lên, như là quê hương Đồng Khởi Bến Tre nè, nói đến quê hương Đồng Khởi Bến Tre là phải sợ đó, rồi nói đến Đồng Tháp 10 á là Mỹ và chế độ Mỹ giờ Mỹ ngụy rồi, phải 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 sợ, lúc nào cũng càn quét, rồi nào là chiến khu D nè, rồi nào là địa đạo Củ Chi nè, con thấy người dân miền Nam đã quyết tâm đứng lên để đặng mà chống lại tay sai và Mỹ, tại vì họ đâu có làm cho đất nước được thịnh vượng đâu, họ chỉ tạo lên, nói chung là họ đi đến đâu là họ gây đến đau thương đến đó, làm cho người dân miền Nam phẫn nộ. Khi mà đau vô lời thương kêu gọi, đến đáp lời kêu gọi của Bác Hồ thì mọi người dân miền Nam và những cùng anh em người miền Bắc đứng lên và thống nhất đất nước thôi. Nói chung là phải chấm dứt cuộc chiến thôi, phải chấm dứt. Thì người có chính nghĩa người ta đã làm được những điều đó, đã làm được cái công cuộc mà gọi là thống nhất được đất nước. Còn những kẻ mà bại binh bại trận, ngay cả những chế độ mà gọi là Nguyễn Sài Gòn, ông Henry Kissinger chửi còn chửi như con chó vậy, ông ghét lắm, ông ghét cay ghét đắng, ông chửi. Con mà có rảnh con coi cuốn hồi ký Kissinger, ông chửi Việt Nam, ông khinh bỉ một cái, ông nói cái lũ đó sao không đi chết hết đi, cái lũ ăn hại, ông nói tới mà Việt Nam Cộng Hòa là ông khinh bỉ mấy người Việt Nam Cộng Hòa sau này. Mà lần mà chú nói ông Kissinger ghét lắm, ghét ông lắm, tại vì ông khinh bỉ mấy cái thành phần đó, toàn là bại binh bại tướng không, chẳng có làm ra trò trống gì trơn. Tướng lãnh thì cũng tham nhũng hối lộ cũng tùm lum tè le hết trơn rồi, tới nỗi mà ông Dương Văn Minh mà ông phải gọi là chống tham nhũng tới ngày 30 tháng 4 luôn, mà cái giờ phút cuối luôn đó. Cũng khiếp lắm, rồi nó cũng loạn lắm. Chú Hoàng, chú đã hỏi chú là chú đang làm tay sai cho ai? Chú hả? Chú không có làm tay sai, con cháu của cộng sản không có làm tay sai, con cháu của cộng sản chỉ đập bao que thôi à. Con cháu cộng sản không có làm tay sai, làm gì có chuyện con cháu cộng sản mà làm tay sai, chỉ có bao que mới làm tay sai thôi. Và bao que mới làm tay sai cho Mỹ, Mỹ bảo sao thì làm y như vậy, Mỹ Mỹ rút chạy thì bao que tụt quần chạy theo, đu càng chạy ra biển đó, chạy ra biển xong rồi giờ 43 năm hơn rồi giờ khóc cũng chẳng ác cái dân gà giật đúng là điên cái bà cố, cái tuổi này nó bị điên đó coi, nó bị điên. Trong khi đó Mỹ người ta quay là Việt Nam người ta
những người của cựu chiến binh Mỹ vậy, người ta quay trở lại Việt Nam trong cái tinh thần gọi là giữa hai nước cầu hòa, hai nước giống như là mang sự bình yên với nhau để mà xây dựng. Những người mà cựu chiến binh Mỹ vậy, họ trở lại Việt Nam vậy, trong cái sự gọi là trong niềm vui, chứ không phải như là cái kẻ thù như năm xưa nữa. Còn những thành phần nói chung chống cộng ở Mỹ, tụi nó mấy thành phần cực đoan đa số theo Chúa đó là những thành phần ô hợp, nó chỉ là những thành phần ô hợp không à, những thành phần coi như chẳng ra cái hồn dí gì hết trơn, ăn no và quậy phá không, sống ở xứ người ta nhiều khi nói về vấn đề luật pháp nó còn hiểu, bởi khi mà nó bị gọi là gia chạm vào pháp luật Mỹ, nó sợ lắm, nó cũng như cày sấy vậy. Thì là chưa ngủ em cá nhiên thôi. Hôm qua cháu có xem một cái video clip thì là như thế này, cái bên bên nhà hát của phía Nga ấy, ký hợp đồng để làm việc với bên cái gì đài của Vĩnh Long gì nghe. Vâng, Vĩnh Long gì. Cái trung là về phía Nga á. Thúy Nga hồi nào giờ họ rất là ôn hòa, Thúy Nga rất là ôn, dân người ta làm ăn mà. Người ta biểu tình, người ta bảo là cái gì theo cộng sản, thì cái đấy là nó có phải là tự do không, hay là như thế nào, hay là thì đang mấy phát. Mấy thành phần bao que chống cộng cực đoan thì tụi nó vậy, con mà không nói theo ý nó thì con là kẻ thù của nó vậy thôi, phải nói theo ý nó thì nó mới là bạn của nó, mới là đồng hành với nó, còn mà nói mà không theo ý của nó đó là nó trù dập mình à. Nếu mà người nào mà nhẹ bóng vía thì nhiều khi là nó trù dập mình, như là nhất là mình ở trong cái khu mà người Việt mà đông, hay là mình có làm ăn gần gần ở đó thì nó tìm cách nó khủng bố mình, giống như chú vừa rồi nó tìm cách nó khủng bố. Nói chung là những cái con người của nó rất là thấp kém về vấn đề văn minh văn hóa sống ở xứ người. Mà nói gì Paris by Night thì cái tập đoàn này họ rất là khôn. Hồi mấy cái chương trình của họ ngày xưa vậy nữa, họ né, họ thường thì né về vấn đề chính trị lắm. Họ không có lèo lái vào vô chính trị, tại họ là những người làm ăn nhạc thì nhạc. Họ hát thì thấy là trong thấy là bây giờ ấy, như người ta cũng là kinh doanh, người ta chuyển cho nhau thì cái đấy nó có liên quan, nó có ảnh hưởng gì đến góc độ là thế này thế nọ đâu mà xong rồi đứng lên dàn ba dân bảy biểu tình người ta. Nói chung mà tiếng Nga Paris, không biết có người nào mà những cái tập đoàn lớn gì mà quay về Việt Nam á thì sẽ làm cho tụi mà bao que tụi chấm cộng cực đoan nó bị siêu. Cái đó là cái những cái tác tai vô mặt nó, đó là những cái tác tai của nó. Paris by Night là tập đoàn lớn về vấn đề âm nhạc ở hải ngoại, họ rất là giỏi. Nhưng mà họ tránh né vấn đề chính trị rất là nhiều, không phải như ESA của thằng Diệt Dũng. Bởi cuối cùng Diệt Dũng cũng chết queo, chống cho dữ, bây giờ tụi nó cũng muốn tan rã hết trơn rồi. Bây giờ ở hải ngoại mà làm ăn những điều như Barry by Night mà người ta có tâm tiếng, có tiếng tâm từ hồi trước 75 mà bây giờ mà còn chịu không nổi mà. Ca sĩ hải ngoại bây giờ họ bỏ về Việt Nam, họ làm ăn, họ kiếm sống hết rồi. Bây giờ ở Việt Nam, ở Mỹ này có mấy triệu người nhiêu, mà đâu phải ai lúc nào cũng ngồi đó nghe nhạc hoài đâu. Hồi xưa khi mà đất nước mà còn bị cấm vận, mình không có được hòa đồng với cộng đồng quốc tế đó, thì những người Việt ở hải ngoại họ rất khao khát, họ muốn về được quê hương. Mà bây giờ hỏi chứ mua cái vé máy bay có mấy trăm đô, và nhằm cái mùa nghịch đó, chú nói 400-300 đi ở bên Cali còn rẻ, chừng 300 đô, 350 đô à, là đi về tới Việt Nam rồi. Còn nói mà những người mà nói ôi tôi ở Mỹ mấy chục năm mà tôi không về, chú không tin, chú không bao giờ tin mấy người như vậy. Bây giờ người ta đi về Việt Nam hơi bị nhiều. Bây giờ họ đi rất là thoải mái, cái cuộc sống ở Việt Nam bây giờ nó cũng khác xưa. Đường xá rồi, phố xá rồi bây giờ nó cũng sạch sẽ. Như ở quê chú Mỹ Tho, Tiền Giang vậy, chiều xuống lọc đầu tối xuống là người ta quét đường xá sạch sẽ, nhà đường bây giờ cũng có đường lộ, bây giờ những khu vực thành phố rồi giờ cũng có thùng rác để cho người ta bỏ vào. Tới bây giờ người trong đảo thế, Việt Nam bây giờ ấy thì là nói chung là như ngày xưa thì không có tiền thì cái kinh tế thì nó khó khăn thôi, nó
nó khổ. Chứ bây giờ thì người dân người ta cũng gọi là nó có tiền rồi ấy, thì để là nó về cái cuộc sống của nó khác với ngày xưa. Xưa là nó thoải mái mà, không phải Bây là giờ khổ sở gì đâu. nói chung bây giờ ở Việt Nam bây giờ chịu khó làm ăn không giàu thì không giàu lắm, nhưng mà cái ngay cả cái người đi bán vé số đi, chú nói đi, họ cũng kiếm được ngày vài trăm ngàn, 100 ngàn đi, họ không như ở ở quê chú như Mỹ Tho đó, gọi là thành phố Mỹ Tho đó, 100 ngàn, mà trong khi đó một bát phở hay một dĩa cơm bình dân có nhiêu 17 ngàn, 15 ngàn cũng có. Nó đời sống nó rất là bình dân, cho nên nó không đến nỗi tồi tệ. Còn ở Mỹ cái gì cũng phải ngồi chờ chính phủ hết, chờ chính phủ xếp hàng, cái gì cũng chờ xung rụng rớt xuống ăn không à, ỷ lại rất là nhiều. Cho nên tôi thấy cái đời sống ở Việt Nam có cái hay cái là người dân Việt Nam mình đó, họ đứng trên đôi chân, chứ không có phải mà cái gì cũng phải chờ chính phủ phúc lợi xã hội hết. Cái đó là nó có cái mặt trái và mặt phải của nó. Tôi thấy không không nên tạo cái phúc lợi xã hội, nó gây đến cái phiền thối cho cái cuộc sống xã hội, nó không được lành mạnh lắm. Thì vậy người ta sẽ ý lại, người sẽ ý lại, người ta sẽ không cầu tiến. Cho nên cái mô hình sống Việt Nam rất là tuyệt vời. Chú về chú thấy cái tự cung tự cầu và tự cấp, đói thì khổ thì chịu khó đi làm, rồi người dân mình nó giúp đỡ lẫn nhau, gọi là những cái trung tâm từ thiện, những cái nơi mà người dân mình bắt đầu bây giờ cũng biết làm từ thiện rồi. Đấy. Như là những cái ở đài truyền hình Vĩnh Long họ làm từ thiện rất là lớn, bến bờ như chiếc xe nhân ái nè, rồi những cái nhịp cầu nhân ái, rồi họ làm những cái chương trình rất là hay, cái đó là rất là tốt, cho bò xây nhà tình thương. Đấy. Họ đưa cái cần câu để cho người ta đi câu cá bắt cá ăn, chứ không phải giống như bên Mỹ ngồi đó cái chờ. Bởi vì chính phủ Mỹ bây giờ nó lâm vào tình cảnh nữa là nợ nần chồng chất lên một cách rất là khủng khiếp. Cái sự giàu nghèo bên bên Mỹ bây giờ vậy nó cũng tăng một cách không thể tưởng tượng nổi, tại vì đời sống càng lúc càng khó khăn mà. Còn trong khi đó ở Việt Nam mình, một mình từ một đất nước nghèo, bây giờ mình đâu còn là một quốc gia nghèo nữa đâu, mình đâu còn là trong cái danh sách quốc gia nghèo như ngày xưa đâu, mình đã thoát ra cái quốc gia nghèo rồi, mình đã đứng trên đôi chân của mình đã biết tự làm ăn và tự sinh sống rồi, chứ đâu khỏi nó nói tồi tệ đâu. Đâu phải ra kia sống cảnh kiểu màn trời chiếu rối như nhìn thấy ở bên Cali, người Việt của mình mà ngay cả người Mỹ, những dân bản xứ nó còn phải sống đời vô gia cư mà, thì chứng tỏ là cái kinh tế Mỹ nó cũng nhiều cái khó khăn, nó không giải quyết nổi, chứ không phải là giỡn. Một đất nước mà từng là kinh tế số 1 thế giới nhưng mà nó bị ảnh hưởng toàn cầu thì nó cũng khó khăn rất là nhiều. Chứ lại đa Thì số ở đây chắc là cũng rất là đông bên 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 Mỹ đấy chú. Thì hiện tại giờ này bên đang Mỹ nhiều lắm. chú mình thì chú ấy ở trực tiếp ở bên đấy, thì có cô chú nào muốn hỏi hay là như thế nào kể về cái bên đất nước Mỹ đấy thì